Sunday, Monday, So there are seven days of the Thursday, week. So Monday, what else? Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday Sunday, and Sunday. Sunday. So now I will show you the letters. Show you the letter in scramble. Cô sẽ đảo lộn vị trí của nó và con phải nhận diện Cô ra. ơi đợi con nha. What day is it? Được chưa nào? Bây giờ mình sẽ Cống làm gì là đây? sao hả cô? Cô thiếu ở trên là cái gì ạ? Cô sẽ chiếu cái chữ cái và con sẽ sắp cái chữ cái đó tạo thành một từ đúng À, về cái gì đó ngày thứ rồi, trong tuần nhé. cái À, gì về thứ nha. đây là nhắn cho cô hay là nói ạ? Nhắn Nói cho cô chi chứ là gì? không. Nhắn cho cô, được chưa? À, bây giờ trước khi thi là mình sẽ ôn lại. À, bạn nào mà nhắn sai chính tả thì sẽ có được tính điểm nha. Đọc lại cho cô nào, Monday. Cô ơi, nhưng mà nếu mà một bạn đấu một bạn máy tính một đấu với một bạn máy tính bảng thì chơi không công bằng như nào? Lát cô chỉnh lại, bạn nào mà ở iPad thì sẽ thi với bạn iPad. À, Con dùng Monday. iPad, con dùng Apple Pencil. Ok, Monday. Monday, Tuesday. Tuesday, Tuesday. Tuesday, Con phải nhớ thứ tự của chữ cái nha. Wednesday, Wednesday. Wednesday, Wednesday. Wednesday, Thursday. Thursday, Thursday. Friday. Friday, Saturday. Saturday, Sunday. Sunday, Ok, one more time. Monday. Monday, Tuesday. Tuesday, Wednesday. Wednesday, Thursday. Thursday, Friday. Friday, Saturday. Saturday, And Sunday. Sunday. Rồi bạn nào thi bằng iPad đâu giơ tay cho cô xem coi. Con cô. Hãy đăng iPad nè. Em đi iPad. Tiến Minh cũng thuộc chấm một đúng không? Tiến Minh iPad. Còn bạn nào iPad nữa? Con ai bắt đi cô? Jasmine cũng iPad. Jasmine thuộc nhóm mấy nha? Con thử group qua. Cô thuộc group 1, vậy thì group 1 có tới 3 bạn iPad, thì cô chia đội lại nhé. Cô chia đội lại ha. À, tức là có 4 bạn cầm Ôi iPad cô, ở con đây. em đi làm có con dùng iPad. Vậy thì trong nhóm này lớp mình có 4 bạn dùng iPad thì cô sẽ chia hai bạn một đội nha. Hai bạn iPad thuộc nhóm này và hai bạn iPad thuộc nhóm kia, được chưa? Rồi. Jasmine and Có Tiến mới ba Minh, bạn thôi mà cô. bốn bạn có Jasmine nữa, Tại vì Tắc nữa. Mi Và Tiến Minh. rồi. Cô chia nhóm lại nha, cô chia nhóm lại được chưa? Group one nào, group one là Cô. Ben, Andy, Jasmine group two nhá, Jasmine group two, Hải Đăng, Hải Đăng group two. Cô không ghi là cây bi luôn nó nhanh. Rồi, Cô còn ơi, lại là cô cái gì? đợi con. Không nói nữa, bạn nào nói nữa cô dẹp cái này luôn nè. Thảo Chi group 1. Kim Thánh group Học việc đi cô. two. Hoàng Minh group Ô bên bàn Hoàng này có hai ba bạn trai cô. Hoàng Minh group 1. Ngọc Diệp group 2. Cô ơi, sao tin cô toàn là Tuấn Minh group 2. Tuấn Minh group 2. Lát nữa bạn Quý Minh vào thì Quý Minh sẽ vào group 1 nhé. Được cô chưa ơi, nào? cô nhặt phải thằng phế. Sao tin Ok. cô toàn là gái vậy cô? So, it turns I just get
5 answers. 5 first answers. Cô Ok. chỉ lấy 5 đáp án đầu tiên thôi nghe chưa? Cô chỉ lấy Con 5 đáp án đầu tiên thôi. The first one get 2 points. The other get 1 point. Bạn đầu tiên lựa thì sẽ được chơi 2 này điểm. cô. Được chưa? Bạn mà đào đúng nhất đầu tiên sẽ được 2 điểm. Bốn bạn còn lại sẽ được 1 điểm. Những bạn mà comment vào vị trí ở vị trí thứ 6 thì sẽ không được tính điểm. Thôi. Sao Cả đội cùng chơi này cô. không không nào Thế Thảo sao Chi cô phải tính Hoàng, 5 bạn đầu tiên? nộp đáp án trước là chỉ tính 5 bạn nộp đáp án trước thôi, hiểu không? Nhưng mà phải cả đội chơi với nhau chứ ạ? À? Cả hai đội. Thì cả hai đội chơi với nhau chứ sao. Thôi cô bây giờ thi nói đi cô mời hai bạn Ừ. trong này nói một câu ấy. Nào. Ta Có ta ta. nghĩa Có nghĩa là tất cả Yes. Okay. Now let's start. Lấy được con ghi, con tự ghi điểm của con. Bây giờ cô tổng điểm nha. Number one. First question, you have 30 seconds. Con chỉ có 30 giây để gửi đáp án cho cô thôi nha. Now are you ready? One, two, three, go. Five. Sao con? Mấy con lắc. Four. Là cô bị tiếng rồi. Mấy con. Time's up. Time's Ôi mấy con nó bị lắc. Con thốt ra con vào lại nhé. Nhưng mà ngày nào con học con bị lắc vậy. Cái đó là Ôi. do mạng mạng nhà con yếu nha, mạng nhà con bảo mẹ kiểm tra mạng được chưa. Có bạn nào bị lát, có một Bố bạn nào bị lát cùng văn không nói nữa cô dạy kem nha. Cái này mạng nhà con, sao cô mà bay tới nhà con, cô sửa mạng cho con được. Cái này con phải nói mẹ chỉnh mạng cho con chứ, đúng không? So let me check the answer is Wednesday. Wednesday. So number one. Ngọc Diệp 2 points. Hoàng Minh 1 point. Kim Khánh 1 point. Jasmine 1 point. And Tiến Minh 1 point. Rồi các bạn còn lại có đáp án đúng nhưng mà chậm, không được tính điểm nha. Ok. Number 2. 1 Con hỏi 2. Con hỏi gì con? nhưng mà cái đấy là cô ghi không, cô nhớ hay là bọn con phải tự ghi Ghi cái nào? cái được điểm ấy ạ? À? À, con tự ghi á. Con tự ghi á. Lát nữa cô mới tổng điểm lại. Con sẽ tự ghi ra giấy cho cô nha. Thế thì các bạn chơi ăn gian, các bạn double sao Bạn chơi ăn gian hả? cô? Vâng. Cô Tiếng ơi Anh lo xa nha. Đây rồi cô ghi cô nha. ơi, hay là cô viết điểm ở trên đây luôn đi, ở trên màn hình á. Thôi cô, con mới mua sổ mới, với lại Rồi hôm để nay cô ghi. con đi muộn Rồi nên cô ghi ra giấy nè. cho Cô ghi ra các giấy con nào. nè. Ok. Ngọc Diệp Chiêu, Hoàng Minh, Kim Khánh, Jasmine and Tiến Minh. Hoàng Minh, Kim Khánh, Jasmine and Tiến Minh. Ok. So the Yes. number two. Number two. One, two, three, go.
5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is Friday. Friday. So, Hoàng Minh, two. Diệp, one. Kim Khánh, Jasmine and Tuấn Minh, one. Kim Khánh, Tuấn Minh, Jasmine. Okay, the next one. Các bạn khác nhanh tay lên nha. One, two, three, five. 4, 3, 2, 1. Time's up. The answer is Sunday. Sunday. Let's be check the answer. Who is the first one? Diệp, 2. Hoàng Minh, Kim Khánh, Tuấn Minh and Hải Đăng. Hoàng Minh, Tuấn Minh, Kim Khánh, Hải Đăng. Okay, the next one. One, two, three, go. Five, four, three, two, one. Time's up. The answer is Monday. Who is the first one? Hoàng Minh, the first one. Jasmine, Kim Khánh, Thảo Chi and Hải Đăng. Jasmine, Kim Khánh, Thảo Chi and Hải Đăng. Okay. Well, also we just have the other three. So, number five. One, two, three, go. Five, four, three, two, one. Time's up. Saturday. Cô bạn nào nói không Có bạn nào nói không No, Saturday. Saturday. Cái này cô đang kiểm tra chính tả, cô nói sao cô kiểm tra chính tả được? Saturday. Cô đánh số trên đây rồi còn gì? Kim Khánh, two. Jasmine, Tiến Minh, Thảo Chi, and Hoàng Minh. Jasmine, Tiến Minh, Thảo Chi, Hoàng Minh. Number six. One, two, three, go.
5, 4, 3. Ủa lúc này cô đi nhầm rồi. So, let me check. Hồi nãy cái đáp án lúc trước là gì nhỉ? Sát ra đây cô. Cái đáp án lúc trước đâu phải sách ra đây đâu nhỉ? Nó là gì con? Đó là Cái đáp án Thursday lúc ạ. trước đây. Thursday. Hồi nãy là Thursday mà. Ôi cô vừa nãy con Thursday. điền search đây, con Rồi điền bây đúng giờ rồi cô nhưng tính cả mà điểm nha. ôi Cái lát cô con tính cả điền đúng điểm. rồi, con cứ tưởng các bạn điền search chưa đây, thế là con mới điền Điền lại, đúng. thế là con mới xóa đi cô ạ. Cô check lại điểm Đáp của án câu trước lúc đi nãy ạ. nha. Cô check lại điểm của đáp án trước nha. Con vừa mới xóa xong cái thớt Ôi đây cô, con cô. gạch sao đi Con giờ vừa cô ạ. xóa luôn. Lúc đầu con, lúc đầu con ghi là sát ở đây nhưng mà con nghĩ lại là thớt đây, nhưng mà thôi con lại xóa luôn cái chỗ thớt đây Thì đấy. chết rồi. Thế xong mới Rồi ta chỉ bây đây giờ của cô, vậy thì lúc nãy là đáp án này mình bỏ đáp án này nhá, rồi ở đây mình sẽ có từ sách cho đây nha. Và cô sẽ bỏ điểm lúc nãy đi nha. Lúc nãy là cô ghi điểm cho ai nhỉ? Jasmine, Hoàng Minh, Thảo Chi, ai nữa không? Lúc nãy cô ghi điểm cho con. Hồi nãy cô ghi điểm cho Kim Thánh là cô bỏ nha. Kim Thánh, Con bỏ Jasmine, Tiến Minh, Thảo Chi, and Hoàng Minh. Rồi câu này tính nha, sách cho đây. Sách cho đây. Tiến Minh, 2. Jasmine one, Hoàng Minh no, Thảo Chi one, Tuấn Minh one. Ok rồi câu cuối cùng nè, câu cuối cùng là câu này sẽ được nhân đôi số điểm nha, câu này nhân đôi số điểm nha. One, cô chưa gửi mà cô chưa nói với bạn nào đề nhắn nha. Nào, one two three go. Five, four, three, two, one. Time's up. The answer is Tuesday. Tuesday nhá, lần thứ ba nhá. Câu này Lúc được con nhân đôi số đang điểm hoàng của hồn cô lại điểm. để con định định ghi lại thì cô lại Đúng bảo cô chưa. còn bạn bạn Yeah. Hải Đăng bạn ấy gửi cho con. Hãy đăng gửi cho con. Là sao? Con gửi nhầm cô. Hãy đăng gửi nhầm, không tính. Ngọc Diệp chưa nhân đôi lên nha. Four. Ngọc Diệp four. Kim Khánh chưa. Hoàng Minh chưa. Andy ủa là đủ 5 bạn chia ra 1, 2, 3, 4. Tiến Minh đâu, Tiến Minh sai rồi. Đây cô bảo lúc con thì hoàn hồn lại đi thôi Bây giờ lại hết nhầm mất giờ, hút lúc con hồn hồn lại. Jasmine and Quý Minh have a correct answer, but you send me later than the permitted time, so no points for you. In total, we would count the numbers of the points you get. How many points you get? Bạn nào thuộc nhóm 1 đọc tên lại, giơ tay lên cho cô nào. Cô khỏi đây, khỏi đây, cô thấy rồi. Cô có lưu lại nè. Ok, Thảo Chi. Thảo Chi 2. con nhầm nha cô, con không phải tim một. Ok, Thảo Chi 2. Hoàng Minh. Hoàng Minh 8.
One. Ben, three. Andy, two. Okay. So, 15. Group 1, 15. How about group 2? Group 2. Kim Khánh. Kim Khánh 4. Ngọc Diệp Cô 9. Ngọc Diệp 9. ơi, Jasmine. cô. Đây tôi Jasmine 4. đảo Lát nữa cô, lát cô tính lần khác nữa nha. Chưa nha, cái này chưa có phải là điểm cuối cùng nha. Jasmine rồi. 4, Áp đảo rồi. Hải Đăng 2, and Tuấn Minh 3. Cô sẽ chia trung bình nhá. Bên này có 4 thôi, cô sẽ chia cho 4. Bên này cô sẽ chia cho 5, được chưa nào? Bởi vì nhóm này có 4 người thôi. 22 divide 5, chia cho 5 là được bao nhiêu điểm? Bị chung 4.5, được 4 điểm rưỡi nha. ở hai Được ơ thế 440. tôi làm gì bốn reminder Được 440 nha. Rồi, bên này sẽ là 15 chia 4, 15 chia cho 4. À, được 3,75. Rồi, nhóm 2 thắng nha. à Ok, tay cách sao một điểm. ơi Rồi, cô sao con? sao con nhớ lúc nãy con đánh như đó từ nay đến giờ là con được sáu sao mà Con được 6 chứ không phải là 7 hả? con được sáu Kim, con được 6 điểm mà. Cô nghĩ gì vậy? cô thì cô ghi lại Con ghi phải là là 4 bốn. điểm. À, 6 điểm mà cô ghi nhầm là 4 á, thì con cũng thắng. Được chưa? Đội con thắng rồi đó. 24 chia 5, đội con thắng ha. Đội con được 4.8. Đội con được 4.8. Cô chia lại đi cô. Cái này Không, là đội 2 thắng, đội 2 thắng nha. Đội có 2 cô bảo vẫn còn mà cô bảo vòng vòng số 2 mà. thắng. Lát nữa thi vòng 2 sao, bây giờ làm bài đã. Làm bài cho cô nhé. Làm bài xong rồi mới qua vòng 2 được. Lật sách của thầy Lợi nè. Được chưa? Lấy sách này ra cho cô. Cô toàn ra bài thầy trong thầy Lợi luôn. Sai đúng rồi. Lát nữa thi vòng 2 sao nha. Làm hết cái bài tập trong quyển này mình sẽ thi vòng 2. Còn giờ này con chưa xong thì con không được thi. Lấy À, quyển con sách phải... thầy xấu trai ra. Trời ơi, không có được nói thầy như vậy chứ con. Trời ơi. Biết thì buồn nó. Thầy biết thầy buồn. Chết rồi, không được nói xấu thầy. Thầy biết Phải là thì thầy biết. phạt. Thầy xem Thầy clip biết. của cô quay lại. Thầy nghe thấy Thầy thầy biết buồn thầy buồn. nó rồi ạ. Thấy chưa, thấy chưa? Nghe Thảo Chi thấy chưa? Clip quay lại rồi, thầy vào thầy xem là chết. Chết rồi. Nhưng cô thầy xấu thật mà cô. Thầy Không biết thì có. rồi. Không có nha. Cô không bảo thầy xấu đâu. Thế vẫn Rồi, không sao, thầy vào thầy xem lại. Đây, đây, Hải ui, Đăng đúng tiêu rồi rồi. chú ơi, bạn Hải Đăng tiêu rồi. tại rồi liên quan gì con Con Annie xin đến ơi con. cô ơi, Annie ơi cô ơi. Ok. Hôm trước cô sửa tới bài bao nhiêu rồi? Thầy xấu trai ai con Sửa này cho cô bài mùa tự mùa phật hoa tự trời cho exercise. ông rồi học Không có. Thầy phạt nha. Thầy cho phép phạt luôn. Exercise 11 page 12. Con lật ra trang 12 của sách này nha. Sách bài tập vừa trở và nâng cao nha. Con sẽ làm hết cái bài này trong vòng 45 phút thì con sẽ được thi lần 2. Còn mà con không làm kịp thì con sẽ không được thi nữa. Chưa ạ? cô 112 là xong hết rồi mà Cô chưa sửa bài cơ. ê Đây cô chưa. cu còn exercise 11 nhưng mà ê cu ơi Đây bài một exercise 11 không được cô chưa có sửa nha. Câu 1 tím đây lên là bài nào. lạc cơ mà cô Làm rồi nhưng cô chưa sửa. Cô phải lật ra cô sửa xem đúng hay không. Được chưa? Tím bên lạc than với cả number ấy đấy ạ cô exercise nói trang 11 11. 112 mà Cô nói trang 12 mà cô lật đi đâu vậy?
Trang 12 làm xong hết rồi. Bây giờ sửa Em bài. sang trang 11. Tiến Minh nào? Em bài 11 đi. Tiến Mình go to bed at nine o'clock. con phải đặt câu hỏi nữa, thiếu rồi. What time does Joy get up? What time number one? What time does? What time does Mingo go to bed? What time does Mingo go to bed? Cái con chết vào nha, bạn nào mà chưa ghi là không có được đánh dấu đúng mà phải đánh dấu sai nha. Mingo. Tiếng bên nào? Mingo to bed at 9 o'clock. 9 o'clock. Nhưng mà bài Ô, này cô bài họ nào đấy cô? Yeah. sao con Con lật quỷ ra, vậy? con lật ra trang 12 chưa? Ở trang 12 là bài lạc Cô rồi bảo bạn. lật, cô bảo lật cái quyển này mà con đi lật cái quyển màu tím là sao? Hiểu Cậu chưa? bảo là cái này sách của thầy giấu xấu trai thôi mà cậu lại lật Đây xong đây thì đây chưa đây đây xong. đây. Tiến Minh không được nói thầy như vậy nha con, không không được như vậy Vâng. nha. Bạn ấy vừa Chưa biết bảo là lật sách thầy lộ ra mà. rồi lấy test của thầy ra trang 10 số, trang số 12 sửa bài vào, bài nào đúng thì đánh dấu check vào nha. Cuối buổi học xong cô chấm điểm của mình á, cô chia đội lại à. Gặp dịp number What time does Hoàng have breakfast? à, breakfast. Breakfast. And He has breakfast at 7:30 or half yeah. past 7. Correct. He or Hoàng Ơ cô, has có phải cái này họ chỉ bảo là viết viết câu trả lời thôi mà họ có bảo viết câu hỏi đâu. nó cho con ví dụ example mà con nhìn example coi có thấy example chưa? Thế thì trước giờ con toàn làm thiếu rồi. Thế vậy là con thiếu rồi, con viết lại bổ sung cho cô nha. Các bạn nào thiếu là phải bổ sung cho cô nha. Ôi coi con viết là 7:30, con viết thành số được không cô? Được luôn. Được Được luôn luôn à? nha. Number 3, Hoàng Minh. What time? What time do Ngọc and Lan brush the teeth? They brush the teeth at 7:50. Correct. Ngọc Anh Lan là hai người bạn dùng đu là chính xác luôn nha. Hai người bạn dùng đu nè. Brush the teeth. Bạn nào thiếu câu hỏi là phải bổ sung cho cô nha. What Không sao cô. coi cô con ghi là what do they brush the teeth Không được, mình hỏi thời gian thì con phải dùng là what time nhé. Vậy thì con phải thêm từ không? time Vâng vào cho cô. Con đánh cái dấu mốc lên rồi con thêm từ time vào. cô Rồi, chỗ thấy này. lúc nào what time do Ngọc and Lan brush their teeth có được không ạ? Được luôn, chính xác luôn. Rồi, bạn nào chỗ này ghi là Ngọc and Lan hoặc là con viết là đây đều đúng hết. Có thể They con ghi là brush. what time do they brush the teeth con ghi lại rồi. What time thì con phải ghi tên, tại vì lần đầu tiên nhắc tới thì con phải ghi tên người đó. Con ghi đây thì mình không hiểu là bạn nào hết. Vâng. Tuấn Minh sửa bài vào chưa ấy nha, Tuấn Minh nha. Cái con sửa bài vào nha. Quý Minh sửa kịp không con? Kịp ạ. Good, good job. Cô qua trang tiếp theo để cô viết nha. Bạn nào không kịp thì nói cô ha. Number 3, Andy. Number three is number three is what time does
Jimmy comes here. Correct. And trả lời sao con? Còn bao nhiêu thì con chơi? Comes the hair. He comes the hair at 6. Right? 15. 15. 50, 50. À, vậy thì hy là một người thì con phải thêm gì nhỉ? Con phải thêm S vào. Sửa bài bài cho con nha. Một người là con phải thêm S vào. Cậu ấy thì con phải thêm S nha. Comb the hair. À, 6, 15. Kim Khánh, what time? What time does Mary wash the face? Answer. She washes the face at 8 o'clock. Correct. À, bạn nào dùng từ her face cũng đúng nhá. Wash mình phải làm sao? Mình phải thêm ES cho cô nha. Bởi vì cô ấy là không phải mình mà là một người thì con phải thêm ES vào cho Rồi về sau nè, về sau nhá. Con mà thấy con gái ấy, thì con sẽ tự động chuyển cho cô thành her nha. Còn con thấy con Ôi con trai sao thì cô con lại viết Mary thì cô lại viết là một chữ R nữa kìa cô. Có hai chữ R. à, cô viết bị dư á. Rồi cái con nghe cô dặn nè, khi mà con đi thi mà con viết theo kiểu bạn ấy làm gì á, tóc tai gì của bạn ấy á, con trai thì con sẽ tự động chuyển cho cô thành his, được chưa? Con gái thì con sẽ chuyển thành her cho cô. Just my number, exercise 12. Jimmy cũng là tên con gà ấy mà. Jimmy là con trai. Jimmy là con trai con nhé. Rồi bây giờ mình qua sửa bài 12 nè. Jasmine exercise round number 12, number 1. How do you go to school? I take a bus to school. take a bus to school. Hải Đăng number 2. Con thưa cô, number 2 vào. What time does the school start? Thưa cô là Trả lời nguyên một câu cho cô. cô này The này. school. The school nè. The Hãy đang school the school start start at 9 o'clock. at 9 o'clock. Như vậy đúng chưa? Như vậy là đã đúng chưa Hải Đăng? Đúng theo ý con chưa? Rồi cô. Rồi, cô dặn cả lớp nha, nếu như trong câu hỏi mà người ta có từ do á thì xuống dưới con sẽ dùng động từ giữ nguyên. Nếu như trong câu hỏi có từ does thì xuống dưới con phải dùng động từ thêm s hoặc là es cho cô nha. Thì ở đây từ star thì con sẽ thêm s vào. Con sẽ nhìn câu hỏi là họ dùng do hay là dùng does nha. Dùng do thì động từ giữ nguyên mà dùng does thì động từ thêm s hoặc là es. Quý Minh number 3. How many lessons do you have in the morning? I have 4 lessons in the morning. Correct. I have 4 lessons in the morning. Cô con ghi là giờ the school start at 9 được không ạ? Được luôn. Con dùng chữ nine vẫn đúng luôn nha. Với cả tại sao start lại thêm mét? Bởi vì school là số ít nha. Lúc này cô mới dặn con sao mình con thấy câu hỏi mà con thấy từ does là con phải nhận diện ra nó là số ít nha.
Vậy thì động Thôi con. từ con phải thêm s. Con thấy từ do thì nó sẽ đi với số nhiều và con sẽ nhận diện cho cô là động từ giữ nguyên. Kim Khánh hỏi gì? Hôm nay con làm bài con lợn. Con hôm trước con làm bài thì con viết cái stats. Con viết theo cái chỗ người ta ghi là my school stats online cho nên là con cũng viết s chứ con không biết gì cả. Đúng rồi, có một số bạn không biết thì con có thể nhìn vào ở trang ha. Đúng rồi đó. Rồi, number 4. Thảo Chi. Thảo Chi, number 4. Câu cũng là I have lunch at 11:30. Người ta hỏi quê là hỏi ở đâu mà sao con trả lời thời gian? Con phải là trả lời ở đâu nè? At. At the school. À, school gì mới được chứ? At the school canteen. Ở căng tin trường nha. At the school canteen. Đúng rồi, Quý Minh trả lời đúng rồi đó. At the school canteen. Phải có từ canteen mới đúng nha. Exercise part 2. Cái này là part 1 ha. Rồi, part 2 nè. Thế con xong chưa nè? Cô chuyển slide nha. Rồi, mỗi lần cô chuyển slide thì cô sẽ gửi cái bài tập này vào trong chat. Để bạn nào không kịp thì bạn sẽ nhìn. Cô chơi trò chơi tiếp cho Con chưa làm bài, không có chơi được. Con phải sửa bài. cô. Part 2. Part 2. Các bạn làm bài lâu là không có được chơi. Bởi vì bài tập chưa đi hết là không hoàn thành nhiệm vụ là sẽ không được chơi. Number 1, have breakfast. What time? Ngọc Diệp. No, not half past six. Number one, have breakfast. Đâu có đâu con, cái câu số 2 đó. Tức là nhìn vào trong bài đúng không cô? Đúng rồi, con phải nhìn vào trong bài này. À, 8 o'clock. Quý Minh number 2. I take a bus to school at 8:30. Correct, half past 8:30. Cô tùy cái bài này là tùy eight. theo thời gian mà mình làm đúng không cô? Correct. Không, mình phải dựa vào bài đọc á. Đọc đi ở Bài đọc của bài 12, phần này là phần số 2 của bài 12 nhé. Được chưa? Number 3, Tuấn Minh. Đúng mình, I have lunch. Đúng mình nghe cô gọi không? Không biết ở đâu luôn hả? Jasmine nào? Chu nó nằm ở trang 14, cái con không thấy hả? Trang 14 cái bảng nó con điền thời gian của hoạt động đó. Jasmine trả lời cho cô nào. À, Tuấn Minh biết bị hỏng hả? Jasmine nào, what time do you have lunch? At 11:30. À, 11:30 or half past 7. Half past 11. Hoàng Minh number 4. What time do you arrive home? I arrive home at 6. p.m. Vâng. Okay. Exercise 13. Exercise 13 và bài 13 nha. Cô không ghi là 6 p.m. Cô ghi là 18 giờ. Không được, trong tiếng Anh không có 18 giờ.
Nếu mà con à con không ghi 18 giờ nhé. Nếu con ghi 18 giờ là cô ghi như vậy á Vâng. hả? À, như vậy cũng được nhưng mà ít khi gặp như thế này nha. Con nên ghi như thế này, được chưa? Sao con? Cái picture phone, cái picture phone là ở trong bài 13 thì là Để cô sửa cái đây, để cô sửa nha, để cô sửa. À, tới khi cô sửa rồi thì mình biết đáp án luôn, được chưa nào? à. Làm gì number con đang thương đậu đâu con nói đâu nhỉ? Đáp làm gì con? Dad get up at 6 o'clock. Correct. Con nói vào nha. Em đi nè. Two grandpa has breakfast at 7 o'clock. Seven o'clock, correct. Tiến Minh. Jamie goes to school at 8 o'clock. Correct, Ôi Jamie. cô, Sao ở trong cái bài này nó bị đánh thừa một chữ L cô ạ. đúng rồi, con bảo anh chị làm nhé. Jamie go to school. À, Tuấn Minh kiểm tra xong cái mic chưa? Không được luôn hả? Không được thì con thoát ra xong con vào lại nhé. Con thoát ra con vào lại thì nó sẽ speak cái mic lại. Quý Minh Ôi à? cô, con chẳng biết tên ai nên là con điền là Jamie Rosebud rồi. Theo thứ tự bức tranh mà. Theo thứ tự bức tranh nhé. Number four Vâng. nè. Grandma. Grandma. Quên mà nói với has dinner Dinner at 8 o'clock, à 7 o'clock. o'clock. Teacher, may Yes. Kim Khánh. go out? Mom goes home at 2 o'clock. Coi cô. Alison. Alison, go home. No. Go to. Thảo Chi nào. Go to. Thảo Chi, con lọc sách ra chưa? Con biết mình đang làm ở đâu không? Con số mấy? Nãy giờ con chưa lọc sách luôn hả? Con số 5. Câu số 5 con nữa vào. Go to school at Không phải 8 o'clock. đi tới cái giường mà có go to bed nha, Vâng ạ. go to bed. Nhưng mà mấy bạn này cũng không biết là tên nó như thế nào cô. Bởi vì Rana là bức tranh số 4 thì mình sẽ đánh theo kiểu là 1, 2, 3 theo hàng ngang nhá. 4, 5, 6. Được Vâng. chưa? Đấy, go to bed at 8 o'clock. Hải Đăng number 6. Mom go home at 2 o'clock. À, 2 o'clock. Cô. Yes. Cái picture sách thì trên Correct. phần thứ sáu người ta vẽ ra số 1 chứ không phải số 2. Người ta vẽ cái kim giờ ra ở Đúng rồi, đúng rồi, họ ghi nhầm đó con, họ ghi nhầm ha. con không biết là con thì con không biết là cái nào sai. Cái hình nó sai nhưng mà ở trong này đâu có số 1 giờ đâu, mình suy ra là 2 giờ nhé, được chưa nào? À,
Bài số 14 nào. Jasmine sao tắt Ô, cho bạn cam Tuấn Minh Mẫn ấy bảo là bạn Tuấn Minh Mẫn ấy bảo kiểm tra rồi nhưng mà vẫn không được. à? Bạn Rồi nhắn chat đi ạ. À? lát nữa mà cô gọi Tuấn Minh là cô sẽ gọi Tuấn Minh trước năm bạn để con gửi đáp án vào trong hợp chat cho cô nha Tuấn Minh nha. À rồi, exercise 14. We move to exercise 14, bài số 14 cho cô nè. Hoàng Minh number one. Cái bài này nó không đánh số rồi mình phải làm sao? Thế bây giờ cô sẽ quy định như vậy nhé. Mỗi bạn đọc một câu tới dấu chấm thì sự ngưng. Ví dụ chỗ đó mà không có từ điền thì con vẫn đọc cho tới dấu chấm thì con sẽ ngưng. Còn câu đó mà có ba từ thì con cũng phải điền cho cô ba từ. Cứ tới dấu chấm là con sẽ ngừng lại, được chưa nào? Rồi, Kim Thánh nè. Kim Thánh sẽ bắt đầu câu chuyện nè. Four days I get up at 7 o'clock. Rồi, cô ghi nhận của Tuấn Minh ha. O'clock. Đọc tiếp nối nha. Bạn nào mà không biết đọc tiếp nối, không chú ý thì cô sẽ cho chép phạt cái đoạn văn này ha. Quý Minh number Number two, I get dressed and come. Ơ cô ơi, cô. Sách của con chữ chữ he nó bị tủ sâu quá rồi nè cô. Sách của cô vẫn được ấy. Không may nghe, đúng không ạ? Vâng. Rồi, ai hẹp Cô ơi, cô. ai? Không phải hẹp và shower. Go to the bathroom. I have a shower. I Ôi have a cô, shower. nhưng mà bạn Quý Minh bạn ấy đã đọc từ I go to the bathroom đâu. Quý Minh đọc chưa? Quý Minh đọc lại nè. Quý Minh là con sẽ đọc tiếp nối của bạn Kim Thánh nha. Kim Thánh đọc lại câu mẫu của Kim Thánh nào. On school days, I get up at 7 o'clock. Quý Minh đọc tới dấu chấm thằng ngưng nào. Quý Minh. I go to the bathroom. Yes, rồi chỗ đó con sẽ ngưng nha. Hoàng Minh. I have a shower and comb my hair. Okay. I have a shower and comb my hair. Andy. Then I. Number three is then I get dressed and go Downstairs. downstairs of breakfast. Breakfast. Okay, thank you. Hải Đăng. Usually. Cô, I usually Ăn cái gì? homework. No, bạn nào biết câu này? Kim Thánh nào. Usually eat Yes, Jasmine. At 8 o'clock. at 8 o'clock. I catch the bus to school. Tiến Minh. I have lessons. I have lessons from half past eight. Past 8 to 2-3 Two, đó. three. 2-3 là 3 giờ chiều đó. Ngọc Diệp. When I come back home. When I come back home, I usually do homework and then I listen to music. Correct. Do homework and listen to my music. Hải Đăng. Con thương cô là when I come back home, No. Bạn nói rồi mà, con không tập trung mà. I have dinner.
have dinner with my family at 7:30, and then I read or watch. I have dinner. Then I read, watch TV, or chat with friends online. I read, watch TV, or chat with friends online. Bạn nào không có từ viết cũng được nhé, hoặc là con không có từ watch cũng được, bởi vì ở đây đề cho con có hai chỗ thôi nè. Chat with friends online. Thảo Chi nè. Được I go to bed. At 9:30. At 9:30. Rồi, Tuấn Minh được rồi con, Tuấn Minh nè. Correct the mistake. Correct the mistake. Bây giờ cô sẽ gọi thẳng nha. Cái con nghe cô đọc tên những ai là tới câu của ai thì người đó sẽ làm. Nghe nè, cô đọc trước nha. Hey, câu số 1 nè. Already done. Câu 1 xong rồi nha. Câu số 2, number 2, Ngọc Diệp. Cứ nhớ câu của mình nha. Ngọc Diệp number 2, Kim Thắng number 3, Andy number 4, Tiến Minh number 5, Quý Minh number 6, Thảo Chi 7, Hoàng Minh number 8, Jasmine number 9. Ngọc Diệp quay lại number 10. Quý Minh. Ồ, chưa chưa chưa, Quý Minh rồi. Hải Đăng 11 and Tuấn Minh number 12. Vậy là Ngọc Diệp sẽ làm hai Ôi câu cô, nhé. cái bài Sao này con? là theo cái bài 14 đúng không cô? Không, bài này là đi tìm lỗi sai. Đi tìm Cô lỗi ơi sai. cô, sao cái phần một phần mẫu mà người ta cho sai là I get up on 6 o'clock every morning mà ở dưới sửa lại vẫn sai giống cái chỗ bị lỗi hả cô? Đâu có đâu, ở trên nó ghi là on là sai cho nên người ta sửa thành at. Con thấy chưa? Nhưng mà còn o'clock À, nó sai chỗ nào? À, nó nó đánh sao? máy bị sai, đúng rồi, đánh máy bị sai, mình sửa lại lần nữa nha. Máy. Vậy lỗi đánh máy thôi. Câu số 1 là người ta sai từ on nè, bây giờ sẽ sửa thành từ at. Con cứ đọc cái câu đúng nha, con nói cho cô trình nó sai nha. Ngọc Diệp number one, number two đúng không? Number two. Number two, I go to school by bus. I go to school by bus. Correct. Number three. Cô gọi ai phải nhớ nha. What time you get up every day? Correct is what time do you get up every day? Correct. Rồi cái chữ chữ you con sẽ thêm thành chữ do you. Number four. Number 4 là tới lượt ai? Number 4 is I have breakfast at 7 o'clock. Sửa lại là gì con? Has Sửa chuyển lại thành has chuyển thành have. Đúng rồi, chuyển thành have. Number 5. I go to school at 8 o'clock. So correct, so we plus go to. Mình thêm từ to vào nhé. Con không cần phải biết là sao, con chỉ cần sửa giống như cô ha. Ví dụ như chữ on sai, con lại bỏ với thằng at. Chữ go sai, nhưng con mà, lại bỏ với thằng go. Nhưng mà con lại lỡ viết cả, con lại lỡ viết cả câu lại rồi. Bạn nào viết cả câu càng tốt nha. Bạn nào viết cả câu càng tốt. Bạn nào mà viết không kịp thì sẽ sửa giống như cô ha. Rồi. Number 6. What time is it? Okay, what time is it? 7. Seven là của ai?
Ủa câu số 7 là của bạn nào? Phong Minh con máy vậy con? Con câu Con 8 qua. ạ. À, Con cô câu làm câu 8. 8 cho cô nè. Cô làm câu 8 cho cô nè. I go to the bed at 10 o'clock chuyển thành I go to bed at 10 o'clock ạ. Correct. I go to the bed. Bỏ chữ the. Number 9. Number 9. What chữ chữ À, chữ vô chữ đu chuyển thành gì? dâu du với cả dâu du với cả là đi nè. Chữ Đúng dâu thì rồi. đến dâu, còn chữ đi nè thì đến Đúng rồi, nhưng mà mình phải đổi vị trí của nó thành do you nhé. Câu hỏi thì phải là do you và dinner. À. Number 10 nào. cô, nhưng mà họ bảo là đu do mà Thì nó sai, mình phải sửa lại cho đúng. cô. Họ bảo là do đu mà cô. Thì cô mới nói nó sai thì con phải sửa lại cho đúng là do you, hiểu chưa? À, đây cô ghi Ừ. luôn đi chứ ngủ đấy làm gì. Cô ghi đây nè. Vâng, cô Number ghi làm 10 gì. nào. Number 10 nào. I wash my face at 7:15 o'clock. No, I wash my face at 7:15. Không không, nó sai chỗ này nè con. Nó sai chỗ này nè con. Nó thiếu chữ gì đó. Nó thiếu chữ N. Được chưa nào? Seven. Eleven. Nhưng mà cô ơi, nếu như mà có thêm o'clock tức là cái gọi giờ đúng mà cô. À, rồi nó sai hai chỗ luôn. Bỏ cho cô o'clock luôn. À, o'clock thì con sẽ bỏ đi. Và seven thì con phải sửa lại. Rồi, Ô, eleven nào. sao lại thế à? À đúng rồi. Eleven Sao con? Sao nào. khỏi công thức vân Câu 11 nào. mà cô? Đúng rồi cô. I do my homework at 8 o'clock thành Rồi homework là danh từ không đếm được, mình sẽ bỏ chữ S nha. Câu số 12, lúc này Tuấn Minh gửi cho cô là watching chuyển thành watch, correct. Nào, watching mình sẽ chuyển thành chữ watch. Vậy là câu số 7 của Thảo Chi, sao Thảo Chi không làm nhỉ? cô nói câu số 7. Con tắt nhầm âm thanh nghĩa là con không nghe thấy. Rồi con đọc cho cô nào. Câu số 7 con viết là I go home at 5 o'clock. Correct. Bỏ chung nha. Vâng ạ. Okay. Cô ơi cô, nhưng mà câu số 12 là có tận câu số 11 có tận 2 lỗi mà. Cô ghi rồi. Đâu, Cô ghi rồi cô mà. mới ghi mỗi một lỗi mà. Sao cô ghi một lỗi được rồi? Con nhìn lại nè. À, Oh, chữ C. clock của cô. Thì cái chữ này đây, con chữ này cô gạch bỏ đây, con thấy không? Cô ghi rồi Đấy là mà. câu 10 mà cô đang ghi nhầm hả cô? Đó là câu 11. Thì đó là câu 10. Câu 11 sai chỗ nào con? À, rồi con hiểu rồi, con hiểu mình nói rồi. Cô coi uống nước nhé cô. Yes, à, cô hiểu mình nói rồi, cô o'clock sai chính tả luôn. Ok. Ôi, sao còn nhiều bài thế? Sao còn nhiều vậy? Rồi, mình làm Còn chạy mỗi đua với bài thời thôi mà cô, còn mỗi hết rồi mà cô. còn 16, 17, 18, 19, 20 nữa nè. Thấy không? Rồi lật qua trang 16 cho cô tìm lỗi sai. Bây giờ mình sẽ chạy đua với thời gian nha. Hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng lên một chiếc thuyền không gian. Chiếc thuyền gì đó. Gọi là chiếc thuyền gì con? Chiếc thuyền thời gian ạ. Rồi con tàu vũ trụ đưa chúng ta đi về tương lai. Lúc này mình phải chạy đua với thời gian nè. Coi các mình coi chúng ta có thể cùng nhau đồng hành chạy đua nha. Rồi các con sẽ nghe cho cô nào. Cô đọc số thứ tự mình sẽ làm câu bao nhiêu nhé. Number one already. À, sentence B. Câu B nè. Kim C. Hoàng Minh. D. Quý Minh. E. Jasmine. S.
Túng mình. B is B. I clean my teeth Cô ơi, at 7 o'clock, cô ơi, right? cô vừa lấy con đi vệ sinh không nghe cô Rồi. con được số mấy cô? Lượt này con không có nha. Lượt này con chưa tới lượt con. Andy à? Yeah, chưa tới lượt con nha. Rồi Kim Khánh à. B. I clean my teeth at 7 o'clock. Correct is I eat. I eat bread at 7 o'clock. I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast. Thôi con. Thôi con. Sao? Bút của con bị hết mực cho nên con dùng cái bút này con viết được rồi. Được rồi. Đi nào, xin nào. I have lunch on 12 o'clock. Hoàng Minh. Con câu đi mà cô. Câu đi của Quý Minh đó con. Hoàng Minh là câu xin nhá. Vâng. I have lunch on I have lunch on 20 o'clock chuyển thành I have lunch at 20 o'clock. Trail o'clock. Quý Minh. Cô ơi, cô Go bảo là chữa bài xong rồi làm at chơi trò mà 7 cô. o'clock. Nếu nếu mà không kịp Nhưng mà bài thì mình phải cô sửa chứ. Nói đi con. đi từ school thiếu chữ C ở cô. Sửa luôn nha. Đúng rồi. Mình sửa không kịp bài là mình chưa hoàn thành nhiệm vụ nha. Các con không có nói leo. Con nói leo là mất thời gian ấy. Được chưa nào? School. Sentence E. Sentence E. Jasmine. Sentence C. I go home at 11 o'clock, là 15. Correct. 11 o'clock. F. Tú Minh gửi đáp án cho cô chưa? Chưa gửi. I read books, chuyển thành go to bed. Rồi, sửa bài vào. Hãy đăng sửa tới đâu rồi? Sửa sắp xong rồi cô ơi. Con sửa sắp xong là con sửa tất công máy. Rồi, bây giờ cô giao tiếp theo, nhiệm vụ tiếp theo nha. Chặng đường bay về tàu vũ trụ nè. Coi có bao nhiêu chướng ngại vật nào. Andy, number one. Thảo Chi, number two. Quý Minh number 3. Kim Khánh number 4. Ngạc Diệp number 5. Hải Đăng number 6. Tiến Minh 7. Hoàng Minh number 8. Jasmine, number 9. Tuấn Minh, number Cô máy của ai bị lỗ, con nghe thì tiếng con nhỏ không cô? Hải Đăng là câu số 6 của con nha. Được chưa? Hải Đăng nghe rõ chưa? Number one is
Number one is have breakfast. No. Number one is have breakfast. Oh, have breakfast. Number two. Thảo Chi. Number two, wash my face. I'm afraid. Wash my face. Tú Minh sửa bài vào chưa con? Viết, lấy viết ra đâu? Sao con chưa lấy viết ra nhỉ? Con Number lấy viết ra. Three is go to school. Correct. Rồi mình là những con robot tự động cho cô nào. Number four. Number four is get up. Get up. Number five. Number five is have dinner. Have dinner, correct. Number six. Go to bed. Go to bed, correct. Number seven. Do homework. Do homework. Correct. Have lunch. Ủa này mấy giờ con nhỉ? Have lunch. Em mở á. Have lunch đúng không ạ? Rồi. Bởi vì chỗ kia cũng có một trang bài học tiếng nào rồi. Ở đây thì phải là have lunch. Number nine. Number nine. Clean my teeth. Clean my teeth. Number ten. Women. Tú Minh say go home. Okay, go home. Chín vẫn chậm rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục con chuyến tiếp theo nha. Con tàu của chúng ta đang bước tiếp chặng đường thứ 18. Chưa nào? Rồi nghe cô giao nhiệm vụ cho từng thủy thủ trên đoàn nào. Từng thủy thủ trên đoàn hãy nghe đây. Chúng ta đang ở trạm thứ 18 nha. Chuyến tàu của mình sẽ kết thúc ở trạm thứ 21. Các thủy thủ hãy nghe đây. Number 1, Jasmine. Number 2, Thảo Chi. Number 3, Hải Đăng. Number 4, Ngọc Diệp. Number 5, Kim Khánh. Cô Thủy ơi, con gửi qua Zalo cho cô trước được. Con gửi qua WhatsApp cho cô trước được không? Được. Được nha. Number 6, Hoàng Minh. Rồi cô qua. Thôi cô không nghe rõ. Cô có con trong chuyến này không? Chưa, chuyến này chưa có con. Chuyến này con được nghỉ ngơi. Các bạn khác thay phiên nhau lái tàu nha. Ok. Exercise 18. Sao con? Sao cô thay phiên nhau lái tàu mà sao con? Câu nào cô cũng phải thay phiên lái tàu đấy à cô? Lần sau sẽ không có con. Tùy câu ít câu nhiều chứ đúng không? Ai người lái tàu ạ? Các con, cô là thuyền trưởng, cô chỉ định các con sẽ thực hiện từng công đoạn để mình đi tới cái trạm cuối cùng nha. Thì mình đã bước tới trạm thứ 18 rồi, được chưa? Rồi, number one. Number one, I get up at 7 o'clock in the morning. Correct. Ai hát vậy? Number two.
Number two, I go to school at 8 o'clock in the morning. Correct. Cô cho loa to lên đi, con không nghe thấy cô. Loa của cô thấp quá hả? Nhỏ lắm cô. À, được chưa? Bây giờ được chưa? Rồi ạ. Nhưng mà Ok. lúc nghe to lúc nghe nhỏ lắm. Nghe lúc nhỏ cô bật hết âm thanh rồi đó ha. Rồi, I go to school at 8 o'clock in the morning. Number 3. Thủy thủ Hải Đăng đâu rồi? Trời ơi, tiêu rồi. Kiểu này là tàu bị mắc kẹt rồi. Hải Đăng nào? Ai? Number 3 là I go to bed at 10 o'clock at night. Correct. Ôi cô, nếu mà có một thủy thủ bị sao? Nếu có một thủy thủ bị bỏ lại hả? Không ạ, nếu mà có một thủy thủ bị sai thì làm sao ạ? Thủy thủ mà bị sai thì con tàu sẽ bị lủng một lỗ. Nếu mà bị sai tới trạm cuối thì con tàu nó sẽ không thể về đích được. À. SOS. Number 5. Hãy đăng cuối giờ học xong chụp vở cho cô kiểm tra nha. Number 5. Sorry, number 4. Sorry, number 4. I watch TV at 5 o'clock in the afternoon. Correct. I watch TV at 5 o'clock in the afternoon. Number 6. I what do you cô ơi cô what time do you get up? Hôm mình đọc câu 6 hả? Sorry, rồi cô ghi câu của mình trước nha. Đợi cô chút nè. Tại cô ghi nhầm số 6 đây nè. Câu của mình là what time do you get up? Rồi Kim Khánh đọc đi con. Number 5 is I do my homework at 4 o'clock in the afternoon. Correct. Hey, chúng ta đã bước tới trạm số 18 rồi. Sao mà không không biết có kịp thời gian không? Mình chỉ còn 12 phút nữa thôi. Chỉ còn chặng 19A và chặng 19B thôi cô ạ. Đi được tới trạm 19 thôi hả? Bởi vì là 20 với 21 là nghe ạ. Thông minh, đúng rồi. Vậy thì trạm nghe mình sẽ được về nhà làm ha. Về nhà làm trạm nghe nha. Rồi, làm trạm 19 xong cô cho thi nè. Các thủy thủ của chúng ta tới trạm 19 là mình sẽ bắt đầu thi để quyết định ai là người bước lên con tàu vũ trụ nha. Chuyển con tàu Chúng vũ ta trụ đang đi về ở trái con đất. tàu vũ trụ trước rồi mà cô. Con tàu vũ trụ này đang ở trên không gian. Bạn nào mà sống còn thì sẽ được bước lên con tàu vũ trụ để được chuyển về trái đất nha. Những người còn lại sẽ bị bỏ lại. Ủa thế Được mình chưa? Đang ở đâu? Mình đang ở trên không gian mà. Nhưng mà sao mình con vẫn thấy mình đang ở trái đất mà cô. Đâu có cô mình với những người bị bỏ rơi trên bay trên trong vũ. trái đất bình dương rồi cô. Nếu như là chặng cuối mà bạn nào sai là người đó sẽ bị bỏ lại nha, không được về trái đất nha, và những người về trái đất sẽ là những anh hùng Thế cô thật ơi, sự. cô Ủa nhưng mà thế thế không là về trái đất ôi nha, cô, trở thế trên không gian. ai thế các bạn đang ở trái đất, nếu mà ai mà bị thua là sẽ bị lên tàu vũ trụ bay ra khỏi trái đất là không, xong tàu vũ Không trụ phát phải, nổ à cô. không phải, chúng ta đang ở trên con tàu nhưng mà lúc nãy có bạn sai Ôi con tàu. cô, Rồi im lặng. ủa tàu lắm Đó. rồi, ôi chín Đấy, cô nói lại nè, không nói theo, cô nói lại cho mình nha. Thứ nhất là mình cô, đang lần trước có vụ là có một người phi hành gia bị bỏ quên trên vũ trụ xong rồi mấy năm nó thành xương luôn đấy cô. thì cô mới bảo là bây giờ nè, bạn nào mà trả lời sai thì sẽ bị bỏ lại. Và những bạn đúng sẽ được đổi tàu đi về trái đất, bởi vì nãy giờ là con tàu đã bị bắt đầu bị Là đang có vết xuất nứt rồi.
Lúc nãy các bạn trả lời sai cho nên con tàu nó đang hình thành vết nứt được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quyết định ai là người được lên con tàu mới để về trái đất. Rồi các con bảo Chị làm cũng xong sai chưa rồi nào? cô. Con làm Ai trả xong chưa lời nào? sai? Ai trả Thôi lời những sai tàu cho nứt. cô? Ôi cô ơi, những tàu nứt nó, nếu mà bay về trái đất thì bầu khí quyển nó cũng đốt đốt cháy luôn cả đấy mà cô. Rồi, xong chưa nào? Đợi một chút nha. Và trong quá trình bạn sửa bài thì ghi homework nè. Ghi homework cho cô nhé. Ghi homework xong là cô sẽ cho bốc thăm số để mình bước lên tàu về trái đất nha. Bạn nào bị bỏ lại là sẽ bị đóng băng nha. Thành xương cô lúc nãy Tiến Minh nói đó. Rồi ghi homework cho cô trước nào. Con cứ bảo đánh băng này xương khô đâu mà cô. Con nhỉ Này là chết khác xong rồi chết. Chết khác cũng bị biến thành xương khô mà. bài tập này cô gọi là bài tập nâng cao nha con nhé. Bài nào cô gọi là bài tập nâng cao, khi mà cô nói tới bài tập nâng cao là mình sẽ biết là nó là quyển màu xanh nha. Làm bài tập nâng cao nè. Rồi mình sẽ làm cho cô bài 19, 20. Quyển màu xanh là quyển nào của Quyển thầy Lợi đó. Quyển có thầy Lợi nha. không có một tí nữa 19, cơ. 20 và 21. Quyển này nè. Được chưa? Con sẽ làm quyển của thầy có thầy Lợi đó. Rồi làm bài tập Con nâng có cao. nhưng mà nếu không ai bị đau thì là không ai thua cũng không ai thắng là hòa ấy. Cô làm sao cơ? Chưa chắc, chưa chắc. Con ghi homework về chưa? Con chưa ghi là cô cho con ra khỏi con tàu này nè. Cho con lơ lửng trên không gian đây. Chưa? Ôi cô Bài tập. ơi, còn một vụ nữa là bị bỏ rơi xong rồi. 2 năm sau ông ấy bị rơi vào Bắc Cực xong rồi ông ấy tỉnh lại. Có nữa hả? Bị bỏ rơi mà sao tỉnh lại nữa? Wow. Tưởng chết đấy cô. Có nhiều vụ là tưởng chết rồi nhưng mà khoảng 3 năm sau vẫn tự đập đập nát cái cục quan tài đang đào đất lên rồi mà cô. Rồi, bây giờ phải làm gì đây? Các bạn, cô sẽ viết một con số, một ký hiệu và mình sẽ bắt đầu chọn số nha. Coi ai là quyết định được trở về trái đất nha. Lớp mình có 10 vé đúng không? Vâng cô. Và những bạn còn lại sẽ bị đăng. Lớp Rồi, hiện mình tại là có chỉ 2 vé mà cô. có 10 bạn thôi. Sao tính cô được? Cô là người quyết định ai lên tàu ai xuống tàu mà. Mà chị thấy Không à phải, không xin phải. lỗi. Anh chị lớp sau nhé. Bây giờ các con nhìn nào. I have 10 letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Và bây giờ là cô sẽ khoanh sẵn trong cái đây, nó sẽ có mật mã riêng và con chỉ có 8 vé được trở về trái đất. Hai bạn chọn không trúng là sẽ bị bỏ lại trên không gian nha. Rồi cô đã khoanh rồi, cô đã khoanh rồi Con ha. Đây là chữ B đấy cô. từ từ, cô không thay đổi nha, cô không hề thay đổi cái hiệu này nha. Lát nữa cô chọn mà trúng cái ô, lát nữa là cô không tin thì học xong cô sẽ chụp cái này vào trong hộp chat cho mình ha, được chưa? Cô sẽ gửi vào Zalo để chứng minh là cô không hề thay đổi kết quả, cô không hề thay đổi kết quả nha. Bây giờ các con Chúc nào nhắn vào hộp chat cho cô, con chọn chữ cái nào. Nếu mà con chọn trúng cái ô mà cô không khoanh là con sẽ bị bỏ lại nha. Rồi 30 giây bắt đầu. Suy nghĩ đây, 30 giây nè. Để coi ai bị bỏ lại trái đất hay là sẽ được lên tàu về hết nha. Nhớ nha, trong này có hai cái hố, con mà chọn trúng một trong hai cái hố đó là con sẽ bị bỏ lại trên không gian.
So let me see who Có can được get đáp on án không cô? the Sợ quá gì đó. cô. Có được đổi đáp án không? Hên xui cô ơi. Hết giờ rồi, đổi gì nữa rồi, time's up, không được đổi nha. Biết Bạn giờ nào mà đổi lắm. nữa là, bạn nào mà đổi là xem như đáp án không hợp lệ là cho vào hố luôn. À, có người vào hố rồi. So look at, Alex, nếu bạn nào không tin thì cô có thể gửi cái bức hình này vào cho bạn ấy nha. À, bây giờ cô sẽ khoanh những bức những cánh cửa được trở về trái đất nào. B E I D C F H and J rồi ai mà chọn A với lại J sẽ bị bỏ rơi lại rồi. Để cô coi bạn nào bị bỏ lại nha. Mình Okay, let's chọn B. me Chọn see. đi. Chọn Ok. đi. Con Ok. chọn B và con chọn chọn A. Women, yes, women can get on the crafts Nhưng mà to con get nghĩ to lại thì the chọn roof. B. Ok, women, yes, Hoàng Minh, yes, Hải Đăng, yes, Jasmine, yes, Ngọc Diệp, yes. Tuấn Minh, no. Tuấn Minh bị bỏ lại không gian nha. Thảo Con chọn B. Chi, yes. Tuấn Minh sửa lại rồi hả? Rồi Tuấn Minh có sửa lại nè. Tuấn Minh được vớt lên lại rồi. Andy. Andy nào. Andy chưa sửa lại rồi. Andy no. Tiến Minh yes. Kim Khánh lúc nãy cô chọn A mà đủ không? Rồi phải không? Rồi Kim Khánh. Rồi mình có ba thủy thủ bị bỏ rơi nha. Rồi trong tập tiếp theo ba thủy thủ này sẽ quay trở lại và trả thù những thành viên đã bỏ rơi mình nghe chưa? Rồi Kim Khánh, Thế là cô. tập tiếp theo cô sẽ cho con chơi một cái trò chơi là ba nhân vật bị bỏ rơi sẽ hình thành một đội đội thủy thủ khác và đi trả Báo thù những thù. người báo Báo thù thù những bạn đã được báo lên thù. tàu mà không không để mình đi nha. Rồi nhớ ba Báo thủy thù thủ anh này em. ha. Ok, Kim Khánh, Tôi Andy và phải Tuấn lỗi còn Minh. Kim Khánh, Andy và Tuấn Minh là ba nhân vật bị bỏ rơi nha. cái này Ok. là lúc của chuyên trưởng Rồi mới đúng hôm sau cô sẽ thiết kế chứ một cái game để cho ba nhân vật này trả thù ha. Nhiệm vụ cô. của các Cô sẽ đây, cứ coi cô không gian từ mỗi đầu. con được bước quay trở Ôi lại không gian. cô. Ok. Rồi Từ nhiệm đầu vụ quay của đi thứ ba về bảy nhân vật còn lại đây. Hôm sau sẽ có một trò chơi, nếu bảy nhân vật đó mà bị làm một lỗi sai thì nhân vật kia, nhân vật bị bỏ rơi có quyền đổi vị trí, để được chưa? hồi sinh Có quyền rồi hồi từ sinh đầu đó, có quyền hồi sinh nha. Rồi nhớ nha. từ đầu con đang nghi chữ A chữ J rồi, tại sao hai chữ này lại ở góc nhờ, trong một con chọn đúng chỗ ở giữa mày con. Ok, rồi ngày hôm ngày ngày mai lại hôm tiết học hôm sau là Kim Khánh, Andy và Tuấn Minh sẽ hình thành một đội nha, hình thành một đội điệp viên 002, được chưa? Không, Không đội không này ai ba có người bắt về được trái đất đâu mà không trả đâu, thù cô. không Cô cứ gửi ba cái ảnh cô vừa teacher, bảo gửi đi không cô. Ông không ra teacher xin rồi cái đang con xin được giúp nghỉ được nha. Goodbye, see you again. Goodbye, see you again. Con chào cô, con sợ con Teacher. Goodbye, goodbye, Quý Minh. Goodbye, see you again.